Để đầu tiên là cho em gửi lời chào với tất cả các anh chị ha. Nói chung dạo này cũng cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ cái kênh của em nha mấy anh chị. Hôm nay em cũng bận dọn mang máy kia để giao cho mấy anh em ở vùng Cà Mau, Kiên Giang mình nè. Đó, bữa nay em mới rảnh em mới quay video được cho mấy anh chị là để giới thiệu với mấy anh chị là con GM131 ha. Này là dòng này 4 ngựa nha mấy anh chị, tua 2000 ha. Đó, con này thì em dùng em là xài bông nước ngon lành nha mấy anh chị. Con này thì 4 ngựa nhưng mà em cảm nhận cho em nha anh chị là con này nó bơm ở đây là bơm nén nó bò được 6 được nha mấy anh chị. Chứ con Honda 5 ngựa gửi mình là bơm không nổi á, phải 6 ngựa gửi bơm mới nổi chứ con này 4 ngựa mà bơm nổi á mấy anh chị. Bởi vì dòng cái xu này chuyền nhông chạy lực lắm nha mấy anh chị. Đó, con này thì nó quá huyền thoại luôn rồi mấy anh chị ơi. Con này xài ví dụ mà anh chị mà nào mà mình đi chợ rồi đó mấy anh chị, đi vòng vòng đi đây đi đó mà xài mấy con này là phải nói là chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Đó, với thứ hai là dòng này là em bán cho mấy cô mà đi mua đầu gãy á, là rất là phái mấy con 131 này. Thứ nhất là nó nhỏ gọn nè, thứ hai là có sức mạnh nè, thứ ba là rất là nhạy chạy luôn đó, tiết kiệm xăng nữa đó. Bây giờ em vô chi tiết hết mấy anh chị. Nói chung con này thì em nhận xét nó nói chung là cũng không quá xuất sắc hết mấy anh chị, nhưng mà được cái con này là liên lạc lắm nghe mấy anh chị, đồ đạc đồ ghim theo máy đầy đủ hết trơn ha, không lai tạp bất cứ thứ gì hết trơn mấy anh chị ơi. Từ bô e bình xăng con, bình xăng con quá đẹp đúng mấy anh chị, chứng cư luôn nè, quá trời tịch luôn đó. Bây giờ em báo giá luôn nghe mấy anh chị, con này nó bán 2.700.000 hết mấy anh chị, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Đó, nói đầu video luôn cho mấy anh chị nào mà ví dụ mà thích đó thì liên hệ em cho dễ ha. Đó là 2.700.000. Đó, còn anh chị nhìn nè, con này là máy này là zin toàn tập nha mấy anh chị. Nè, ba con ốc chụp giật nè. Ốc số 4 ha. Đó. Quá đẹp luôn. Con này là em bán máy mấy anh chị là em không có vụ mà xịt vào bóng vào bọng như trơn nha mấy anh chị. Đó anh chị nhìn đó nè, rất là thô sơ luôn ha. Nè, rồi mấy anh chị nhìn ở đây nè. Ốc số 4 nè, phá xăng zin nha mấy anh chị. Nó phá xăng zin theo máy luôn nè, nó còn bóng mới nè. Đó anh chị nè, bô e gùa thỏ rất là đẹp luôn. Đó, áo gió này phải nói là quá đẹp luôn anh chị ơi. Đỏ ao ha, chụp giật thì cũng còn quá đẹp luôn. Dưới thứ hai là ở trên đây mấy anh chị, bô còn đẹp nè mấy anh chị, nhưng mà hơi tiếc cái thùng xăng mấy anh chị ơi. Thùng xăng thì không biết sao mà ở ngoài nó xấu quá nghe anh chị. Anh chị nào chịu khó về dặm á nha, chứ mà em cũng nói thiệt luôn, này là chia sẻ thiệt tình luôn nha mấy anh chị. Đa phần mấy cái con này anh chị nó về á anh chị, đa phần là chết ở trong thôi mấy anh chị. Cái bệnh mà ở trong nó bị thúi ở trong, rất là khó xử lý luôn. Đó. Còn bây giờ ví dụ mà mình như vậy nè mấy anh chị, về mà anh chị nào xài á thì mình đánh bóng nhẹ nó lên, xong mình sơn phủ lên lớp ha. Đó, cái này mình xử lý được mấy anh chị. Còn cái quan trọng là ở trong mình mới xử lý không được thôi. Con này ở trong còn rất đẹp nha mấy anh chị, trắng ao ha. Đó, rất là trắng luôn, trắng tươi à. Cái này là em rửa nước đó nghe nên mấy anh chị. Em có xúc lại đó, rồi em đổ xăng vô máy nó ú vậy thôi. Đó, chứ chắc rất là trắng, anh chị nào xài lên chị nhìn biết liền, nó còn trắng tươi à. Đó. Đó, ở ngoài mình xử lý được chứ trong xử lý không được đâu nha mấy anh chị. Bởi vì em kiếm cái thùng này tính ra là nó còn ok nha, ở trong rất là đẹp luôn. Đó, nắp zin lược zin, phá xăng còn luôn ha. Đó, nút xăng còn. Đó. Rồi anh chị nhìn nè anh chị, lóc lát chưa vệ sinh nha anh chị. Anh chị nhìn nó còn bãi dơ nữa thấy không? Đó, anh chị về rửa ra cái mà anh chị nhìn nó dơ mà nó trắng rồi mấy anh chị. Thứ nhất là máy em bán nha mấy anh chị, là con này là em bao cho mấy anh chị là không có vụ mà tẩy gì hết trơn mấy anh chị. Không, em mà đó giờ bán máy là không con nào mà em sử dụng chắc tẩy cho mấy anh chị. Đó, ốc ác thì 7 màu, máy thì em bao zin bao bung. Đó, anh chị nhìn nó trong mấy lá gió dĩ gió rồi nè. Nói chung mà mình cầm 2 triệu mấy mà mua con này thì nó quá tuyệt vời đúng mấy anh chị ơi. Đó, bây giờ anh chị mua cầm 2.7, 2.8 anh chị mua được con Trung Quốc xong rồi gửi lên anh chị, chạy được bao lâu đâu là nó đi rồi, nó đi thỉnh kinh rồi nè. Ốc này lắp còn vàng khè ha, lá gió lá bọng còn quá đẹp luôn. Nó mấy anh chị nhìn nè, còn rất là đẹp luôn ha. Gòn dĩ gòn zin đỏ ao ha. Đó, ốc ác thì 7 màu, ống xăng zin nha mấy anh chị, ống xăng trắng tư nè. Đó, ống xăng zin nó mới sọt mà nó dài ha. Nè, rồi ống zin lên ha. Đó, lên mình xăng con nguyên dàn ống bổ ống zin hết trơn ha. Có chục cò này hơi ố nhẹ ở đây, cái nghe anh chị hơi tan nhẹ ha. Đó, anh chị nhìn nè, ốc ác 7 màu cho nghe nè. Anh chị nhìn vàng dĩ ga nè anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, vàng ốc ga nè, nó quá đẹp luôn anh chị ơi. Đó, bởi vì nói chung là cái nào mình nè anh chị nhìn cái bô còn quá đẹp luôn anh chị. Mà anh chị nhìn nó dưới nhìn lên nè, trắng ao ha. Máy thì hồi cuối video em để video test máy cho mấy anh chị sau ha. Đó, con này thì em bao cho mấy anh chị xài biết gì nào mà hư mà nói. Đó, con này thì nổ ngon làm dữ dằn, mấy anh chị kéo nhẹ lụm ha. Chị nhìn nè, đó, mã series của nó nha anh chị, GM131 ha, 115336 ha. Đó, 115336. Con này thì mình đánh giá anh chị, đánh giá máy thì mình phải đánh giá tổng quan anh chị. Đó, con này được cái liên lạc, quá liên lạc luôn. Đó, thùng xăng ở dưới thì nó đẹp, nhìn nè anh chị, nhìn nè, đỏ tươi đỏ ao nè, thấy không?
chi tiết cho nó trên này nó hơi bông sơn, nhưng mà bù lại cái là ở trong nó trắng nha mấy anh chị, chứ ở trong ở ngoài đẹp, mà trong thuốc là cũng phải bỏ bệnh thôi nha mấy anh chị. Đó rồi anh chị nhìn nè, nói em quay tổng quan cái ha cho mấy anh chị coi ha. Rồi em báo giá lại luôn ha, là 2.700.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha mấy anh chị. Rồi em cảm ơn mấy anh chị ha, giờ em chèn video test máy cho mấy anh chị coi ha.